Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Có các triệu chứng này nên nghĩ đến bệnh đầu mùa khỉ. Để chủ động phòng chống bệnh đầu mùa khỉ, Bộ Y tế vừa có hướng dẫn và khuyến cáo người dân nhận biết các triệu chứng nghi ngờ, thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Các triệu chứng nghi ngờ đậu mùa khỉ có phát ban cấp tính dạng mụn nước hoặc mụn mũ và không giải thích được bằng các bệnh phát ban phổ biến khác, thủy đậu, herpes, sởi, nhiễm trùng da do vi khuẩn, lậu, giang mai. Có một hoặc nhiều triệu chứng như đau đầu, sốt trên 38,5 độ C, nổi hạch, sưng hạch bạch tuyết, đau cơ, đau lưng, đau nhức cơ thể, mệt mỏi. Có một hoặc nhiều yếu tố dịch tễ sau: trong vòng 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng, có tiếp xúc với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ thông qua tiếp xúc vật lý trực tiếp với da hoặc tổn thương da, bao gồm quan hệ tình dục, hoặc tiếp xúc với các vật dụng bị ô nhiễm như quần áo, giường, đồ dùng cá nhân của người bệnh. Trong vòng 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng, có quan hệ với nhiều bạn tình. Phòng bệnh đậu mùa khỉ thế nào? Thứ nhất, che miệng và mũi khi ho hoặc hát hơi. Tốt nhất che bằng khăn vải, khăn tay, khăn giấy dùng một lần hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Rửa tay bằng xà phòng, nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn ngay sau khi ho, hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Thứ hai, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Thứ ba, người có triệu chứng phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân kèm theo một hoặc nhiều triệu chứng nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời, chủ động tự cách ly, tránh quan hệ tình dục. Thứ tư, tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh tránh tiếp xúc trực tiếp với những vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. Trường hợp nơi ở, nơi làm việc có người mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh, cần thông báo cho cơ quan y tế để được tư vấn và xử trí kịp thời, không tự ý điều trị. Thứ năm, người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ cần tránh tiếp xúc với người nghi ngờ, mắc bệnh, động vật có vú, chết hoặc sống, như động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng có thể chứa virus đậu mùa khỉ, khi quay trở về Việt Nam cần chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn. Thứ sáu, đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, nâng cao sức khỏe. Sáng ngày 19 tháng 8, Bộ Y tế có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương, các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur, các bệnh viện tuyến cuối điều trị, bệnh truyền nhiễm về việc tăng cường phòng, chống bệnh đồng mùa khỉ, trong văn bản do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế ký ban hành nêu, trong năm 2024, đặc biệt hai tháng gần đây, Tổ chức Y tế Thế giới, gọi tắt WHO, đã ghi nhận sự tăng cao bất thường số trường hợp mắc bệnh đồng mùa khỉ tại Cộng hòa Dân chủ Công Cô. Từ đầu năm đến nay, nước này đã ghi nhận khoảng 15.600 trường hợp mắc, trong đó có trên 537 trường hợp tử vong. Virus đồng mùa khỉ nhánh IB, lách IB là nhánh trội trong đợt dịch tại nước này bước đầu ghi nhận một số đặc điểm dịch tễ của bệnh khác biệt so với đặc điểm dịch tễ trong vụ dịch trước đó xảy ra vào năm 2022 đến năm 2024 tại khu vực châu Âu và một số quốc gia khác, như là trường hợp mắc trẻ hơn, khoảng 50% ở độ tuổi dưới 15 tuổi, khoảng 39% trẻ dưới 5 tuổi, có sự lây truyền qua nhóm mại dâm nữ 7,5% và có sự lây nhiễm trong các thành viên trong hồ gia đình. Ngoài ra, bốn nước giáp với Cộng hòa Dân chủ Congo là Burundi, Canada, Rwanda và Uganda đã lần đầu ghi nhận các trường hợp mắc đậu mùa khỉ có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh đậu mùa khỉ đang xảy ra tại Cộng hòa dân chủ Congo. Hai nước khác ngoài khu vực châu Phi là Thụy Điển và Pakistan cũng ghi nhận trường hợp mắc đậu mùa khỉ nhánh IB. Trước diễn biến của dịch bệnh đậu mùa khỉ lần này và nguy cơ lây lan sang các quốc gia khác, WHO đã công bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế đối với dịch bệnh đậu mùa khỉ ngày 14 tháng 8 năm 2024 để chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp đậu mùa khỉ trong nước và xâm nhập, kiểm soát dịch bệnh kịp thời, không để bùng phát diện rộng, hạn chế tối đa số mắc và tử vong. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo các sở ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của chính phủ về tăng cường phòng chống bệnh đồng mùa khỉ, các hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh đồng mùa khỉ, để mạnh phòng ngừa lây nhiễm bệnh đồng mùa khỉ trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đậu mùa khỉ của Bộ Y tế. Đồng thời tăng cường giám sát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ đậu mùa khỉ ngay tại cửa khẩu, giám sát chủ động tại các cơ sở khám chữa bệnh. Lưu ý lòng ghép giám sát dự phòng với hoạt động phòng chống HIV, AIDS tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phụ khoa, gia liễu, các cơ sở y tế công lập và tư nhân, cung cấp các, các dịch vụ về phòng chống HIV, AIDS. Tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến về giám sát, phòng, chống, chăm sóc, điều trị phòng chống lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ ra soát cập nhật kế hoạch kịch bản phòng chống theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn sẵn sàng thuốc trang thiết bị nhân lực kinh phí để triển khai các biện pháp thu dung điều trị phòng chống dịch tăng cường thông tin truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ theo khuyến cáo của bộ y tế tập trung truyền thông cho các đối tượng có nguy cơ cao kiểm tra giám sát chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại các địa phương các tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ tại website Hệ thống mã số ca bệnh quốc gia, điện thoại hỗ trợ 0387 525 938. Đối với các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur, Bệnh viện tuyến cuối điều trị bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế yêu cầu phân tích, đánh giá, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh đậu mùa khỉ tại các địa phương để kịp thời phát hiện các trường hợp bệnh, chùm ca bệnh, nguồn lây bệnh, tác nhân gây bệnh mới, bất thường, nếu có, chủ động báo cáo tham mưu bộ y tế thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh ra soát sẵn sàng các thiết bị sinh phẩm kỹ thuật xét nghiệm phục vụ chuẩn đoán điều trị tiếp tục tổ chức huấn luyện hỗ trợ địa phương về giám sát xử lý ổ dịch điều trị các trường hợp mắc bệnh hỗ trợ công tác lấy mẫu kỹ thuật xét nghiệm chuẩn đoán bệnh chủ động thuốc thiết bị nhân lực kinh phí để triển khai các biện pháp phân loại thu dung điều trị phòng chống dịch Ngày 7 tháng 8, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus triệu tập một cuộc họp khẩn với các chuyên gia y tế quốc tế trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về việc virus đậu mùa khỉ đã lan trọng bên ngoài Cộng hòa Dân chủ Congo, theo tờ UN News. Ông Tedros cho biết, Ủy ban khẩn cấp của WHO đã họp càng sớm càng tốt để quyết định rằng liệu đợt bùng phát này có phải là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đang được quốc tế quan tâm hay không. Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đang được quốc tế quan tâm là một mức báo động cao nhất mà WHO đã đưa ra và cho phép ông Tedros kích hoạt các phản ứng khẩn cấp theo quy định y tế quốc tế. Theo tờ UN News, ông Tedros cho biết Cộng hòa Dân chủ Congo đã trải qua đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ nghiêm trọng kể từ đầu năm. Hơn 14.000 trường hợp mắc bệnh và 511 trường hợp tử vong đã được báo cáo. Số ca trong 6 tháng đầu năm nay bằng với tổng số ca của cả năm 2023. Trong tháng qua, Khoảng 50 trường hợp được xác nhận và nhiều trường hợp bị nghi ngờ cũng đã được báo cáo ở bốn quốc gia lân cận, Cộng hòa Dân chủ Congo chưa có báo cáo phát hiện bệnh trước đó, gồm Burundi, Kenya, Rwanda và Uganda, ông Teros cho biết thêm. Ông Teros giải thích rằng sự bùng phát của đậu mùa khỉ lần này là do biến chủng mới của virus Lades gây bệnh, có tên là Lades 1B, xuất phát từ biến chủng Lades 1, có khả năng gây ra bệnh nặng hơn biến chủng Lades 2, theo tờ UN News. Trước đó, biến chủng Lades 1 đã tồn tại ở Trung Phi trong nhiều năm, trong khi chủng Lades 2 là nguyên nhân gây ra đợt bùng phát toàn cầu, bắt đầu vào năm 2022. Hiện tại, có hai loại vaccine đậu mùa khỉ đã được các cơ quan quản lý quốc gia thuộc WHO phê duyệt và nhóm chuyên gia về tiêm chủng SAGE của WHO cũng đã khuyến nghị, theo tờ UN News. Bệnh đậu mùa khỉ là một loại bệnh do virus đặc hữu xuất hiện tại Trung và Tây Phi. Nó có thể lây truyền qua tiếp xúc vật lý với người, động vật hoặc là vật dụng bị nhiễm virus. Các triệu chứng ban đầu bao gồm sốt, đau đầu dữ dội, đau cơ, đau lưng, suy nhược cơ thể và sưng hạch bạch huyết. Sau đó xuất hiện phát ban hoặc đi kèm phát ban và có thể kéo dài 2 đến 3 tuần. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), hiểu biết của chúng ta về khả năng miễn dịch sau nhiễm bệnh đậu mùa khỉ kéo dài bao lâu vẫn còn hạn chế. Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ việc nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trước đây có tạo ra miễn dịch với bệnh này trong tương lai hay không và nếu có thì miễn dịch đó kéo dài trong bao lâu. Do đó, ngay cả khi bạn đã bị bệnh đậu mùa khỉ trước đây, bạn vẫn cần thực hiện mọi biện pháp phòng bệnh để tránh tái nhiễm bệnh. Nếu bạn đã bị mắc bệnh đậu mùa khỉ trước đây và có ai trong gia đình hiện mắc bệnh này, bạn có thể bảo vệ những người khác bằng cách này hãy là người chăm sóc cho người bệnh bởi vì có nhiều khả năng là bạn đã có miễn dịch hơn so với những người khác. Tuy nhiên, bạn vẫn cần thực hiện các biện pháp phong bệnh để tránh nhiễm bệnh. Trước đó, chiều ngày 26 tháng 10, Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội và công tác phòng chống bệnh dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) thông tin một số vấn đề liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ. Từ đầu năm 2023 cho đến ngày 22 tháng 10, toàn thành phố đã ghi nhận 33 trường hợp mắc đậu mùa khỉ được khẳng định bằng xét nghiệm PCR. Về một số trường hợp tử vong được Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thông tin chính thức với nhiều bệnh lý nền đi kèm. Hiện nay các bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ còn lại đã có diễn tiến ổn định, có 8 bệnh nhân kết thúc thời gian cách ly điều trị theo quy định của Bộ Y tế. Bà Nga thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh và thế giới, đặc điểm cách ly dịch tễ học của bệnh nhân đều có những điểm tương đồng. Nhìn chung, tại Việt Nam và trên thế giới, 95% người mắc bệnh đậu mùa khỉ là nam, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, 100% bệnh nhân là nam. Đây là số liệu những bệnh nhân đến khám và được xác định sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh 95% người mắc bệnh đậu mùa khỉ là nam, trong đó có 85% là bệnh nhân MSM, nam, quan hệ tình dục đồng giới về tỷ lệ mắc bệnh đậu mùa khỉ nhiễm HIV, theo thống kê trên toàn thế giới có khoảng 50% là bệnh nhân nhiễm HIV, người nhiễm HIV hoặc không nhiễm thì nguy cơ mắc đậu mùa khỉ đều giống nhau nếu như bệnh nhân có tiếp xúc trực tiếp với da, bộ phận sinh dục, mông của những người đang mắc bệnh đậu mùa khỉ. Nếu bệnh nhân mắc đầu mùa khỉ nhiễm HIV không điều trị ARV theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế hoặc người suy giảm miễn dịch thì có nguy cơ bệnh trở nặng hơn. Đối với bệnh đầu mùa khỉ trên thể nhẹ, người bệnh có thể hoàn toàn tự khỏi trong vòng từ 2 cho đến 4 tuần. Bệnh có thể trở nặng hơn nếu trong một số trường hợp thuộc nhóm nguy cơ cao như thai phụ, người cao tuổi, trẻ em, người có bệnh lý nền, người bị suy giảm miễn dịch. Bà Nga cho biết bệnh đầu mùa khỉ là một bệnh truyền nhiễm tái nổi. Trước đây, bệnh chỉ khu trú ở châu Phi, nhưng đến tháng 4 năm 2022 đã ghi nhận rất nhiều ở Mỹ và châu Âu. Đặc biệt, từ tháng 7, tháng 8 đến nay, một số nước trong khu vực như Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc đang có số ca mắc tăng dần lên. Với việc giao thương hiện nay, thì số ca mắc tăng lên là không tránh khỏi ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã củng cố lại toàn bộ hệ thống giám sát bằng cách tập huấn các phòng khám tư nhân và công lập bệnh viện, các hội tổ chức MSM. Bà Nga khuyến cáo người dân phát hiện người thân hoặc những người xung quanh có triệu chứng thì đến các cơ sở y tế thăm khám và điều trị. Khi biết bản thân mắc bệnh thì cần hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh ngày 25 tháng 10, sở y tế tp. Hồ Chí Minh cho biết vừa ghi nhận ca tử vong liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ tại tp. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là nam, 29 tuổi, ngụ Long An, có bệnh cảnh suy giảm miễn dịch giai đoạn cuối. Theo báo cáo tóm tắt của bệnh viện Bệnh nhiệt đới tp. Hồ Chí Minh, bệnh nhân nhập viện vào ngày 2 tháng 10 vì sốt, nổi mụn nước 9 ngày. Bệnh nhân được nhập viện cách ly điều trị, xét nghiệm sang thương mụn nước có kết quả PCR dương tính với đậu mùa khỉ. Cảnh đó, bệnh nhân có tình trạng suy giảm miễn dịch nặng với xét nghiệm HIV dương tính và tế bào TC4 1 microlit máu, nhiễm trùng toàn thân nặng với nhiễm nấm Candida xâm lấn, nhiễm Benno, Mocitip, Zero VC, lao lan tỏa sau đó diễn tiến vào tình trạng sốc nhiễm trùng suy đa tạng nặng bệnh nhân được điều trị tích cực với kháng sinh kháng nấm kháng lao thở máy lọc máu tuy nhiên tình trạng diễn tiến nặng và tử vong sau 18 ngày điều trị đây là bệnh nhân tử vong liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại thành phố hồ chí minh cũng như tại việt nam sở y tế thành phố hồ chí minh đã chỉ đạo thành lập hội đồng chuyên môn để có kết luận và báo cáo về trường hợp này cũng theo thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 23 tháng 10, ngành Y tế thành phố đang điều trị cho 20 ca, 17 nam, 1 nữ mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, 18 trên 20 ca chẩn đoán B20 mắc hội chứng truyền nhiễm do virus HIV gây ra. Hiện có 2 ca lâm sàng diễn tiến nặng. Nhận biết và phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ, bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Thị Phương Thảo, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện gia liễu thành phố Hồ Chí Minh cho biết bệnh đầu mùa khỉ chỉ chủ yếu lây lan qua đường tiếp xúc các giọt bắn khi tiếp xúc với những dịch tiết hoặc sang thương da của bệnh nhân ta có thể lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ cũng có thể lây qua đường quan hệ tình dục cũng theo bác sĩ Thảo trong một số trường hợp đậu mùa khỉ có thể chuyển nặng từ tuần thứ hai của bệnh và dẫn đến nguy cơ tử vong với những ca bệnh nặng có thể gây ra các biến chứng như nhiễm khuẩn ở da viêm phổi viêm não thậm chí là nhiễm trùng huyết những biểu hiện đầu tiên của bệnh đầu mùa khỉ là nhiễm siêu vi dẫn đến sốt mệt mỏi nổi hạch sau đó xuất hiện những mụn nước mụn mũ rải rác khắp cơ thể có thể có nhiều mụn nước và mụn mũ hợp lại một chỗ mụn thường nổi ở lòng bàn tay bàn chân hoặc bộ phận sinh dục tuy vậy từ tuần thứ ba của bệnh, sau khi đã kiểm soát được các triệu chứng, đậu mùa khỉ ở giai đoạn lui bệnh và bắt đầu khỏi. Để phòng người bệnh, người dân cần vệ sinh tay thường xuyên. Khi tiếp xúc với những người có yếu tố nguy cơ mắc đậu mùa khỉ, nên tầm soát kỹ các triệu chứng. Nếu xuất hiện bất thường, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trần Nam, phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, đậu mùa khỉ chưa có vaccine phòng ngừa, vì thế để phòng tránh bệnh chủ yếu vẫn là đảm bảo vệ sinh, nâng cao sức đề kháng, thực hiện an toàn tình dục. Với người đi từ những nơi có dịch bệnh lưu hành về, nếu thấy bất thường về sức khỏe cần đi khám, khai báo và xét nghiệm kịp thời. Người bình thường cần khám sức khỏe định kỳ để kiểm soát các bệnh mới mắc hoặc bệnh mạng tính không lây. Tại quyết định 3044 trên QĐ-BYT của Bộ Y tế đã bổ sung bệnh đậu mùa khỉ vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B, gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong, gồm bệnh do virus adeno, bệnh do virus gây ra hội chứng suy si giảm miễn dịch mắc phải ở người HIV, AIDS, bạch cầu, cúm, bệnh dạy, ho gà, lao phổi, sốt xuất huyết, sốt rét, sởi, bệnh tay chân miệng, thủy đậu, Bệnh đầu mùa khỉ có thời gian ủ bệnh thường là từ 6 đến 13 ngày, nhưng cũng có thể là từ 5 đến 21 ngày biểu hiện triệu chứng có thể khác nhau tùy từng giai đoạn bệnh nhưng tương tự đậu mùa, bệnh có thể tự khỏi trong vòng 2 đến 3 tuần. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.